Kính thưa quý vị, Saudi Arabia đã hành quyết hàng loạt là 81 người. Saudi Arabia đã hành quyết 81 người đàn ông vào ngày 12 tháng 3 và đây là vụ hành quyết hàng loạt lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua ngay tại Vương quốc này. Và đây là thông tin do Bộ Nội vụ Saudi Arabia đã đưa ra. Được biết trước đó là hơn 67 vụ hành quyết đã được báo cáo tại Saudi Arabia trong cả năm 2021 và 27 vụ vào năm 2020. Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết trong một tuyên bố rằng các bị cáo bị hành quyết do các hành vi vi phạm từ việc tham gia những nhóm chiến binh tới việc giữ niềm tin lệch lạc. Những người này tổng cộng là 81 người đã bị kết án với nhiều tội danh khác nhau, trong đó bao gồm giết người vô tội và trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, theo tuyên bố viết. Tội ác của những cá nhân này bao gồm việc cam kết trung thành với các tổ chức khủng bố nước ngoài, chẳng hạn như tổ chức nhà nước Hồi giáo IS, tự xưng Al-Qaeda và Houthi. Bộ nội vụ Saudi Arabia đã không cho biết các vụ hành quyết được thực hiện như thế nào. Và các nhóm nhân quyền đã cáo buộc Saudi Arabia thi hành luật hạn chế thể hiện chính trị và tôn giáo, và đồng thời chỉ trích quốc gia này đã lạm dụng án tử hình, kể cả đối với các bị cáo bị bắt khi họ còn là vị thành niên. Tuy nhiên, Saudi Arabia đã phủ nhận các cáo buộc về vi phạm nhân quyền và nói rằng quốc gia này bảo vệ an ninh quốc gia thông qua luật pháp của mình. Mỗi cá nhân đã được xét xử bởi 13 thẩm phán qua 3 giai đoạn xét xử riêng biệt, được đảm bảo đầy đủ quyền của họ theo luật Saudi Arabia trong suốt quá trình xét xử và đã được cung cấp một luật sư. Theo hãng thông tấn nhà nước, Saudi Arabia SPA cho biết, có 73 người đàn ông Saudi Arabia bị hành quyết và 37 người trong số này bị kết tội trong một vụ án là cố gắng ám sát các nhân viên an ninh, cũng như là nhắm mục tiêu tấn công vào nhiều đồn cảnh sát cũng như các đoàn xe, tuyên bố cũng cho biết thêm. Ngoài ra có 7 người Yemen và một người Syria. Vương quốc này đã hành quyết 63 người vào một ngày vào năm 1980, một năm sau khi các chiến binh chiếm giữ nhà thờ hồi giáo Grand Mosque ở Mecca. Tổng cộng 47 người bao gồm những giáo sĩ hồi giáo nổi tiếng người Said Nimr Al-Nimr đã bị hành quyết vào một ngày trong năm 2016.